Kính chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa nay em làm món khổ qua kho quẹt. Đây là em có một trái khổ qua, 2 muỗng canh nước tương và một ít ớt chuông ạ. Ớt chuông này em đã sắc sẵn ra rồi. Và một muỗng canh nước mắm. Món này là ngày mặn nên em bỏ nước mắm để cho nó thơm. Còn nếu mà ngày chay thì mình chỉ làm với nước tương, hoặc là có nước mắm chay thì mình bỏ nước mắm chay ạ. Và bây giờ em sẽ đi sắc khổ qua ra. Và đây là khổ qua sau khi em đã sắc xong rồi. Và một ít hành củ. Bây giờ em sẽ đi nấu. Sau khi cái chảo nó nóng thì em bỏ vô miếng dầu, rồi em đổ hành vô em thấm. Bây giờ hành nó đã thơm rồi, em sẽ đổ khổ qua vô. Qua kho quẹt thì mình làm hơi mặn mặn một chút xíu thì ăn nó ngon hơn ạ. Bây giờ em sẽ bỏ vô một chút xíu muối. Em bỏ vô đây một chút xíu muối trắng. Mình cho gọi là có một chút xíu thôi ạ, tại vì lát nữa mình còn bỏ nước tương với lại nước mắm. Nếu mà mình ăn mặn thì mình bỏ nước mắm mặn, ăn chay thì mình bỏ nước mắm chay, hoặc là khỏi cũng được ạ, mình bỏ nước tương thôi. Cho miếng nước tương vô. Bây giờ em sẽ nấu cho nó săn một chút xíu. Khi nào gần chín là em sẽ bỏ nước mắm sau. Và bây giờ em sẽ cho vô chừng một muỗng canh nước lọc ạ, để cho cái khổ qua của mình nó chín một chút. Và nãy giờ thì cái chảo khổ qua của em nó cũng sắp chín rồi. Bây giờ em sẽ đổ nước mắm vô. Em sẽ cho nó sôi chừng 2 phút và em sẽ đổ ớt chuông vô. Tại vì cái món khổ qua kho quẹt này á, mình không cần ớt chuông cũng được. Tại ớt chuông này á, ta cho em nên sẵn em bỏ vô đây luôn cho nó thơm. Chứ mình kho quẹt khổ qua thì mình khỏi cần ớt chuông hay bất cứ cái gì, mình chỉ cần khổ qua thôi. Và bây giờ khổ qua của em nó đã rất thơm rồi. Bây giờ em sẽ đổ cái ớt chuông vô và xào qua xào lại một chút xíu là được ạ.
Em nấu nãy giờ thì cái nồi phổ qua kho quẹt của em nó đã chín rồi. Bây giờ em sẽ múc ra dĩa thôi ạ. À, nó thơm quá chừng luôn. Em bỏ cái ớt chuông này vô nó thơm cái mùi ớt nữa. Vậy là em đã kho xong món khổ qua kho quẹt, khá là ngon ạ. Món này hôm nay em bỏ thêm ớt chuông nên nó rất là thơm luôn. Còn đây là em có một ít trái cóc thái. Cóc thái này ăn nó không có chua nhiều, hơi hơi chua một chút xíu thôi, ăn rất là dễ ăn ạ. Vậy thôi, video làm món khổ qua kho quẹt của em đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.